Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn khái niệm High Order Function, tức là hàm cấp cao. Các bạn có thể hiểu đơn giản hàm cấp cao, tức là một cái hàm và nó chứa những cái hàm cấp thấp hơn ở bên phía trong của nó. Và để minh họa cho điều này thì mình sẽ có một cái ví dụ như sau. Chúng ta khai báo một biến, đó là worker, là nhân công. Và đây là một chuỗi gồm có 3 cái object. Và mỗi object là một nhân công. Và người thứ nhất tên là Peter. Và có mức lương là 1.000 đô la chẳng hạn. Và người thứ hai tên là Mary. Và có mức lương là 2.000. Và người cuối cùng đó là Alice và có mức lương là 3.000. Vậy thì trong một cái trường hợp là trong năm mới thì mỗi người này đều được tăng lương. Và vậy thì chúng ta sẽ phải tính mức lương của họ tăng lên và sẽ in ra và trả về một cái chuỗi mới. Thì đây chính là một cái trường hợp mà để dùng cái high order function ở đây. Và ở đây chúng ta có const up salary. Và đây là một cái function, một cái arrow function mà nó sẽ lấy hai tham số, thứ nhất là number, tức là cái mức lương hiện thời, và cái rate, tức là cái tỷ lệ tăng. Và nó sẽ trả về là mức lương hiện thời cộng với cả cái tỷ lệ được tăng lên là bao nhiêu. Đấy. Và có tăng lương thì đôi lúc là khi mà công ty gặp khó khăn thì người ta cũng phải tạm thời giảm lương, thì chúng ta cũng có down salary và đây phải là trừ đi. Và sau đó chúng ta sẽ khai báo cái high order function, tức là hàm cấp cao, như sau. Const, mình sẽ gọi là smart calculation, tức là tính toán thông minh. Và đây cũng là một arrow function. Và tham số sẽ là, thứ nhất là data, tức là cái dữ liệu đầu vào để mà xử lý. Và cái data này trong trường hợp này chính là cái chuỗi workers này. Tiếp theo đó là action. Action lúc này là cái hành động, và đó chính là hai cái function mà chúng ta khai báo, một trong hai cái. Và cuối cùng là rate, tức là cái tỷ lệ tăng lương hoặc là giảm lương. Và chúng ta nhìn ở phía bên trong của cái function này, chúng ta có let result bằng. Đầu tiên là mình tạm thời khai báo đây là một cái chuỗi rỗng, và sau đó mình sẽ có một cái vòng lặp for const item of data, tức là đối với mỗi một cái thành phần của cái thông tin được đưa vào, một cái dữ liệu được đưa vào, thì chúng ta sẽ có let name bằng data.name, let new salary bằng. Và lúc này mức lương mới thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái action này, action, và sau đó chúng ta sẽ phải đưa vào hai cái tham số. Cái thứ nhất đó là item.salary, tức là mức lương hiện tại, và cái tham số thứ hai đó là cái rate, là cái tỷ lệ là bao nhiêu. Xong, sau khi mà chúng ta đã có đủ hai cái thông số này thì chúng ta đã có thể tạo thành được một cái object mới và dùng cái object đó để đẩy vào trong cái chuỗi rỗng này bằng cách là chúng ta dùng push và result.push. Và ở đây mình sẽ tạo là một cái object
Thứ nhất, thành phần của, thứ nhất của nó là name, chính là cái này. Và thành phần thứ hai đó là new salary, và chính là cái này. Và sau khi mà đã chạy đủ vòng, tức là trong trường hợp này là 3 lần, thì chúng ta sẽ trả về cái result. Return result. Như vậy là chúng ta đã viết xong cái high order function, chính là cái này. Tức là hàm cấp cao. Hàm cấp cao là chứa những cái hàm cấp thấp hơn nó ở bên trong nó. Và chúng ta thấy ở đây action này chính là cái hàm up salary hoặc là down salary. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng nó như sau. Đầu tiên chúng ta phải gọi nó smart calculation. Sau đó chúng ta đưa vào data là cái worker. Tiếp theo cái tham số thứ hai là action, thì chúng ta hoặc là đưa up salary trong trường hợp tăng lương và down salary là bị giảm lương. Vậy thì mình sẽ tăng lương. Và cuối cùng cái tỷ lệ là bao nhiêu? Ví dụ như là năm mới được tăng 0,05, tức là 5%, 5% lương. Và đây chính là kết quả, và mình sẽ console log cái kết quả này ra để chúng ta cùng xem. Ở đây chúng ta sẽ chạy note high order function. Ở đây chúng ta thấy là name ở đây là undefined, như vậy là đã có một cái lỗi ở đây. Và chúng ta quay trở lại, chúng ta thấy ở đây name không phải là data name nữa, mà nó phải là item name mới đúng. Tại vì là nó chạy qua từng cái thành phần một. Và chúng ta cùng xem lại. Như vậy là chính xác rồi. Và chúng ta có là name là Peter, new salary là 1050. Đấy, và chúng ta thấy ở đây là đây là new salary. Hoặc các bạn cũng có thể để là salary cũng được, tùy các bạn. Như vậy là qua ví dụ này thì mình đã có thể là minh họa cho các bạn thấy được là định nghĩa khái niệm của high order function là như thế nào, và chúng ta đã áp dụng nó trong một cái trường hợp thực tế. Và các bạn cũng có thể là down salary ở đây, và mình viết ở đây không là new salary nữa mà mình viết là salary bình thường thôi. Chúng ta cùng xem. Và chúng ta thấy ở đây lại có lỗi ở đây. Đây chúng ta phải viết là salary. Tại vì chúng ta thay đổi ở đây thì phía trên này chúng ta cũng phải thay đổi theo. Và chúng ta cùng chạy. Và đây chúng ta thấy name Peter salary, Mary salary và Alice salary, đây là cái mức lương mới. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.